Nghe podcast Việt Press 2, 4, 7, với chủ đề Bí ẩn bia mộ khắc lời nguyền 8 chữ. Càn Long không dám động tới, phía trước ngôi mộ của vạn quý Phi Phi Tần của Minh Hiến Tông có một tấm bia đá. Trên tấm bia đá có khắc lời nguyền 8 chữ. Trong suốt hàng trăm năm, không ai dám xâm phạm ngôi mộ này, kể cả vua Càn Long. Vua Càn Long là một trong những hoàng đế có thời gian trị vì lâu nhất và sống thọ nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc cuộc đời ông hoàng này gắn liền với nhiều điều bí ẩn khiến hậu thế tò mò trong số này có việc hoàng đế càn long từng có ý định di rời ngôi mộ của vạn quý phi đến nơi khác để xây một khu vườn tại đó hoàng đế càn long muốn xây một khu vườn lớn ở đó vì nhận thấy vị trí ngôi mộ của vạn quý phi nằm trên một mảnh đất có phong thủy cực kỳ tốt Thế nhưng, khi các công nhân chuẩn bị di rời ngôi mộ của vạn quý phi ở chân núi Tô Sơn, cách Bắc Kinh 7 km về phía Tây Bắc, một số hiện tượng dị thường đã xảy ra khiến các công nhân sợ hãi không dám tiếp tục công việc. Do đó, vua Càn Long cho dừng việc di rời ngôi mộ cổ và từ bỏ việc xây dựng khu vườn tại đó. Sở dĩ nhà vua đưa ra quyết định đó là vì các công nhân đã đào đến cửa mộ và phát hiện một tấm bia đá có khắc lời nguyền tám chữ. Nội dung, lời nguyền, khiến nhiều người sợ hãi và từ bỏ ý định xâm phạm lăng mộ của vạn quý phi. Tám chữ được khắc trên bia mộ là, ngươi không động ta, ta không động ngươi. Lời nguyền, trên tấm bia mộ đặt ngay trước lăng mộ đã khiến những tên trộm mộ sợ gặp chuyện xui xẻo nên chưa từng xâm phạm, đánh cắp đồ tùy táng tại nơi an nghỉ của vạn quý phi. Nhờ đó, lăng mộ của bà nguyên vẹn theo năm tháng. Vạn Quý Phi tên thật là Vạn Trinh Nhi, hơn Minh Hiến Tông gần 20 tuổi nhưng được nhà vua vô cùng sủng ái, yêu chiều bà từng làm nhũ mẫu của Minh Hiến Tông trước khi làm sủng phi của hoàng đế. Nhiều sử liệu ghi chép Vạn Quý phi được Minh Hiến Tông tin tưởng, sủng hạnh nên lấn át cả hoàng hậu. Theo đó, vị phi tần này nắm quyền lực lớn trong hậu cung. Dù được nhà vua sủng hạnh nhưng Vạn Quý phi không sinh được người con nào. Vào năm 1487, Vạn Quý phi qua đời, hưởng thọ 57 tuổi. Minh Hiến tông tổ chức tang lễ cho sủng phi Sa Hoa theo các lễ nghi dành cho hoàng hậu vạn quý phi cũng được chôn cất trong một lăng mộ riêng ở nơi phong thủy đắc địa. Nhiều đồ tùy táng giá trị được chôn cùng ái phu của Minh Hiến tông